Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Yến Âm Thanh Bãi Hà Nội. Hôm nay thì em vừa cập bến thêm được bộ 10 album nhạc Hoa rất là đặc sắc. Và tâm điểm của clip ngày hôm nay sẽ mở đầu với bộ 6 album có tên là Un All Night Don't Sleep, theo cái chủ đề hòa tấu guitar rất là đặc biệt. Và tí nữa thì mình sẽ được khám phá nhé, bây giờ em sẽ giới thiệu qua đã nha. À, rồi thì kế bên thì sẽ có một cái chương trình nhạc vocal acoustic qua tiếng hát của Diêu Tư Đình, Yao Si Tinh, được rất là nhiều anh em trong cộng đồng Audiophile ưa thích này. Và ở phía dưới đây thì ta sẽ có thêm một cái đĩa test đàn tranh, một cái đĩa test bộ trống, rồi thì một cái đĩa test tiếng sáo. Các bác quan tâm cái đĩa nào trong bộ 10 album gốc nhà Hoa ngày hôm nay thì có thể nhắn tin qua Zalo 0912 906 897 đem soạn đĩa cho mình nhá. Số em đã ship sau đây từ 3 đĩa trở lên, miễn phí ship từ 700.000. Bác nào mua đơn từ 10 đĩa hoặc 1,5 triệu thì số em sẽ tặng thêm một đĩa để kỷ niệm. Phần lớn những album ngày hôm nay thì đều là đĩa mới tinh này, chính hãng, đồng giá là 450. Chỉ nguyên có hai cái đĩa này sẽ đắt hơn nhá, là 500.000 một đĩa này, hai album này nhá. Toàn bộ là nguyên siêu cho nên là các bác yên tâm là mình có vẻ về mình sẽ được bóc tem giống như là bóc iPhone ấy. Rồi thì với những cái đĩa còn nguyên siêu như này thì mình có thể đem đi biếu tặng, nó cũng rất là lịch sự. Thì như em mới mở đầu ở phần đầu clip đấy, hôm nay ta có một cái bộ rất là đặc biệt có tên là Un All Night Don't Sleep, dịch tạm dịch ra là nguyên một đêm không ngủ. Đây sẽ là 6 cái chương trình hòa tấu guitar rất là nổi tiếng của nghệ sĩ Chen Xiaoping, mình hay ở Việt Nam mình hay gọi là Trần Tiểu Bình. Cái bạn này thì chơi guitar phải nói là tuyệt vời luôn và rất là được ưa thích trong cộng đồng Audiophile của Trung Quốc. Tuy nhiên thì trong vài năm trở lại đây thì có khá là nhiều khách hàng bên em đã bắt đầu hỏi về cái bộ đĩa này, thì em đã nhập về để nghe thử. Thì thực sự là những cái chương trình hòa tấu guitar nghe nó rất là êm ái, rất là nhẹ nhàng và sâu lắng. Bác nào mà buổi đêm mất ngủ ấy thì đúng như là tên đĩa luôn nhá, Night Don't Sleep, đêm không ngủ, thì nghe ngay cho em cái bộ 6 đĩa này nhá. Tất cả những cái ca khúc nhạc trữ tình lãng mạn nổi tiếng của nước ngoài qua cái tiếng đàn guitar của nghệ sĩ Chen Xiaoping, Trần Tiểu Bình, thực sự rất là có hồn và nó cực kỳ là vào tai luôn. Thì mình xem qua một list bài của những cái chương trình này nhá, Vol 1 này. Những ca khúc như là Love in Dream, Encounter, Long for Love, The Dark Sky, Happy Face, I Really Get Hurt hay là Till the End. Toàn bộ là hòa tấu guitar không lời nhá, rất là dễ nghe nhá, nhẹ nhàng, sâu lắng, đảm bảo là nghe xong ngủ lúc nào không biết luôn đấy ạ. Đây là Vol 1 này của cái bộ Night Don't Sleep. Vì chương trình ngày hôm nay thì toàn là đều rất là những cái chương trình tên tiếng tàu ấy, thì em sẽ mình gọi theo số thứ tự cho dễ mua nhá. Đây là đĩa số 1 này, đĩa số 2 là cái đĩa Night Don't Sleep Vol 2, vẫn trong cái bộ hòa tấu guitar của nghệ sĩ Chen Xiaoping. Ở trong này thì có thêm cái bản The Hotel California rất là kinh điển này, Behind You, rồi thì The Prey of Young Girl on the End of Cloud này, hay là From the Beginning Until Now. Đĩa xịn chính hãng các bác nhá, em đang giao là 450 một đĩa. Toàn bộ là nguyên siêu nhá, mà cái siêu từ bên nước ngoài về nó rất là dai, nó rất là dày, nó khác hẳn những cái siêu mà trong nước mình bọc lại, cho nên là các bác yên tâm, cảm giác về bóc siêu giống hệt như là bóc iPhone luôn. Và Night Don't Sleep Vol 3 sẽ là đĩa số 3 trong cái bộ 10 album ngày hôm nay. Theo em là các bác nên mua cả bộ 6 đĩa này của Chen Xiaoping nhá, bởi vì tiếng rất là hay mà các cái bài chọn lọc quá là đỉnh luôn ấy. Thực sự là lâu lắm rồi thì em mới lại được nghe lại cái tiếng guitar mà cảm giác nó sao xuyến như này. Cái Vol 3 em thấy có The Beauty Island này, Under My City LA, Cold War, A Beautiful Image hay là Ocean. Những ca khúc nhạc nước ngoài, những bản nhạc lãng mạn, trữ tình kinh điển được cover lại với cái tiếng đàn guitar của Trần Tiểu Bình. Vol 4, đĩa số 4 trong cái bộ ngày hôm nay. Vừa nãy là mình được nghe thử là trong cái Vol 6 nhá, cái bài vừa nãy là cái bài Donna Donna rất là nổi tiếng rồi đúng không nào? Còn đây là trong Vol 4 mình xem thử nhá. Cái đĩa Night Don't Sleep Vol 4 sẽ có A Love Is Blue, rồi thì Yesterday One More này, Take Me Home Country Road, cái bản nhạc country, nhạc đồng quê rất là quen thuộc, Friend For Life, rồi thì Another Day In Paradise. Country Road, Take Me Home, cái bài này quá là hay nhỉ. 450 cả nhà nhá, đồng giá 450 nhá. Night Don't Sleep Vol 5, đĩa số 5 sẽ có gì đây? Toàn bộ là đĩa mới tinh nhá, còn nguyên siêu.
những cái đĩa còn mới như này thì mình mang đi biểu tặng trông nó cũng rất là lịch sự đúng không nào? Starry Starry Night, Casablanca, Dreamcatcher hay là Hotel of Grief, rồi thì You Are In My Heart From Now On. Guitar không lời các bác nhá, 450, đĩa mới nguyên siêu. Unknown Night Don't Sleep, đêm không ngủ, volume thứ 6 sẽ có. Vừa nãy là mình được nghe Donna Donna này, rồi thì tí nữa sẽ có một loạt những cái bài như kiểu Hallelujah và những cái bài kiểu nhạc country rất là nổi tiếng nữa nhá. Volume 6, đĩa số 6 trong bộ ngày hôm nay, 450. Các bác có thể chụp ảnh lại màn hình cái đĩa mình ưa thích hoặc là nhắn số thứ tự đĩa thì em sẽ mình dễ gợi ý hơn. Chứ bây giờ mà các bác mà đọc tên, viết tên tiếng tàu rồi thì viết chữ mà sai chính tả, em đọc em không hiểu được đâu, không biết là các bác muốn mua đĩa nào đâu nhá. Mình cứ gọi theo số thứ tự nhá, đĩa 1, đĩa 2, đĩa 3, hoặc là cái đĩa của Yao Si Tinh, Diêu Tư Đình ở trong đĩa bộ ngày hôm nay cũng là một cái chương trình rất là hay này. Với cộng đồng audiophile nước ngoài hoặc là kể cả trong nước, mình cũng đều rất là ưa thích tiếng hát của Diêu Tư Đình, nhẹ nhàng, trong sáng, chất giọng vocal, rồi thì cộng thêm cái lối hát acoustic rất là dễ đi vào lòng người. Cái bộ của Yao Si Tinh thì em đang có tầm khoảng 5 chương trình cơ, thực tế là còn nhiều hơn nhưng mà hiện tại số lượng ở cửa hàng nó chỉ còn tầm 5 đĩa thôi, 5 vôn thôi, cho nên là mình có thể tham khảo nhá. Thì đây là cái vôn, em không biết, không có ghi tên tiếng Anh ở đây thì không biết tên là gì, nhưng mình có thể nhìn list bài giúp em. Đây sẽ là đĩa số 7 trong cái bộ 10 album nhạc Hoa ngày hôm nay. Yao Si Tinh các bác nhá. Em này người Hoa nhưng mà hát tiếng Anh rồi hát rất là hay. Mình trở lại với ba cái chương trình ở phía dưới cùng đây xem có cái gì nào. Một cái đĩa nhìn cái hình thôi là mình biết ngay đây là Tết đàn tranh rồi đúng không? Nhạc Hoa thì không thể bỏ qua những cái chương trình hòa tấu đàn tranh rồi thì cổ cầm như này. Đây sẽ là đĩa số mấy nhỉ? Số 8 trong cái bộ 10 album ngày hôm nay nhá. Mình xem có list bài giúp em. Chương trình này thì search trên mạng chắc nó không có cái bản để nghe thử đâu, nhưng mà em đảm bảo với các bác là nghe cực kỳ phê. Cái chương trình tiếp theo là một cái đĩa test bộ trống cả nhà nhá, Dancing with Drum. Tiếng trống trong này thì hai cái album này đồng giá 500.000, đắt hơn một chút xíu nhá. Tiếng trống trong này thì để test các cái bộ dàn âm thanh cao cấp, đảm bảo là phê luôn. Bộ test trống Dancing with Drum, đây là album thứ 9 trong bộ 10 đĩa này. Và mình sẽ kết thúc cái bộ 10 album ngày hôm nay với cái album có tên là A Pan Pipe Solo. Cái ban đầu lúc mà em nghe cái đĩa này, em nhìn cái hình em lại tưởng là kiểu một cái loại đàn gì đấy của bên tàu, nhưng mà không phải, đây là kiểu là tiếng sáo nhá. Bác hình dung là cái sáo môi, sáo trúc ấy, giống như là cái tiếng huýt sáo của mình ấy, nghe nó rất là vui tai, nó rất là bắt tai. Thế đây là một cái album mà để test tiếng sáo như vậy, rất là đặc biệt nhá. Lần đầu cũng rất là ít khi nào mà em được nghe thử cái chương trình mà có cái thể loại như này, tiếng sáo môi, sáo trúc nhá, nghe như kiểu mình đang huýt sáo vậy, rất là vui tai. Và cái chương trình này hộp nó không hiểu làm sao mà lại làm hộp nó dày cộp như này, nó to hơn và nó nặng hơn những cái đĩa kia rất là nhiều. Và toàn những cái đĩa tàu thì em toàn thấy là cái hộp họ làm rất là kiểu dày như này nhá. Chương trình này thì em đang ra là 450 nhá. Album số 10, hoặc là mình cứ gọi đây là cái chương trình sáo môi, sáo trúc nhá, cho nó dễ nhớ. Rồi ok, vậy hôm nay em đã quay nhanh cho cả nhà 10 cái album nhạc Hoa rất đặc sắc rồi. Các bác quan tâm chương trình nào thì nhắn tin qua Zalo 0912 906 897 đếm xoắn đĩa cho mình. Giúp em nhận ship số đề từ 3 đĩa trở lên, miễn phí ship từ 700.000. Bác nào mua đơn từ 10 đĩa hoặc 1,5 triệu thì giúp em sẽ tặng thêm một đĩa để kỷ niệm. Và nhấn mạnh với các bác rằng là trong clip ngày hôm nay thì các bác nên sưu tầm ngay cho em cái bộ Unknown Night Don't Sleep nha. Không phải lúc nào em cũng săn được chọn bộ 6 chương trình này đâu, mà em đã đăng ở trên Zalo và trên Facebook rồi, một số bác mua về khen nức nở và còn đòi xem là có vôn nào mới không. Nhưng mà theo em biết thì là cái nghệ sĩ này mới chỉ ra 6 vôn này thôi nhá. Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn các bác ở trong những video tiếp theo ạ.